Yo, hello mọi người, có thể thấy là mình đã ngửi một cái background khá là mới đúng không? Và ngày hôm nay thì mình có đi du lịch. Sẵn tiện đây thì mình có mang theo lọ Volcanic Clay mà mấy hôm trước mình có mua ở bên Tony Wok. Thì mình sẽ review cho các bạn một cái siêu phẩm. Cái lọ Volcanic Clay này, cách đây 3 năm mình cũng đã từng review rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì đến mùa hè là mình lại bắt đầu dùng con này. Bởi vì là thực sự là mùa hè ấy, thì tóc của các bạn ra rất là nhiều dầu và nó rất là bết. Ra thì mình thấy là cái con này cũng không xa lạ gì với cả các bạn rồi đúng không? Nhưng mà mình cũng sẽ nói qua lại về cái thiết kế của sản phẩm. Mình là một người dùng Volcanic Clay rất là lâu rồi. Mình dùng từ cái bản mà khi mà cái hộp này của nó còn là một cái hũ nhựa trắng cơ, chứ không phải là hũ nhựa đen xong rồi nắp tím như này đâu. Mình nghĩ là mình sẽ để ảnh ở đây cho các bạn có thể hình dung rõ ra được hơn về cái hũ đấy. Từ tất cả những cái sản phẩm của Volcanic Clay sau này thì chúng nó sẽ được đựng ở trong một cái hũ màu đen như này. Ở bên trên sẽ có một cái nắp thiếc màu tím, bên trong sẽ là có mấy cái giấy hút ẩm thôi. Và các bạn lưu ý là con Volcanic Clay này nó có bản fake, cho nên là các bạn nên cân nhắc hơn với những cái địa chỉ mà các bạn mua hàng. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ mua tại Tony Wok, ở đây thì bán sáp bao uy tín luôn. Theo như mình thấy thì những con trứng hãng ở mặt sau nó sẽ có một cái tem của Apostoman. Thì cái tem này nó là một cái tem đánh dấu đây là hàng chính hãng. Các bạn có thể cào cái giấy lớp bạc ở đây ra, sau đó thì lên trên web check xem đây có phải là hàng chính hãng không. Thực ra thì bỏ ra 300k để mua một con sáp vuốt tóc mà phải hàng fake thì thực sự là điều đấy rất là buồn. Nếu như mà các bạn vuốt cái con sáp đều ấy thì tóc của các bạn có khi còn bị hói cơ. Cho nên là các bạn cứ yên tâm và chọn địa chỉ uy tín nhất có thể để mua con Volcanic Clay này nhá. Và bây giờ thì mình sẽ đi chi tiết hơn vào bên trong mùi hương cũng như là chất sắc của sản phẩm. Thì về cái mùi hương này ấy, mình ngửi qua ở đây thì hơi có một chút nhẹ của mùi dừa. Chính xác là mùi dừa. Sau đó thì có một cái mùi gì đấy nó dạng dạng như một cái tông mùi của những dầu gội X-Men mà các bạn hay dùng ấy. Nhưng mà thực ra nó không phải là mùi X-Men nhá, nó là chỉ hơi na ná giống thôi. Cái mùi này thì mình thấy là nó cũng khá là dễ ngửi, như là khá là dễ chịu vào mùa hè. Và về cái chất sáp của sản phẩm thì như các bạn có thể thấy ở đây là một cái chất sáp nó khá là clay nhưng mà nó hơi đục đục màu nâu nâu một chút. Ở cái chất sáp này khi mà các bạn scoop out ra thì sẽ cần dùng thêm một chút lực. Sau đó khi mà các bạn break down lên tay ấy thì cũng cần dùng thêm một chút lực nữa thì nó mới xoa được hết đều sáp vào tay. Và khi mà mình apply lên tóc ấy thì một cái ưu điểm của con Volcanic Clay này là nó bám vào tóc rất là nhanh. Như các bạn có thể thấy ở đây là tóc mình vừa vuốt xong bằng con Volcanic Clay và nó đã lên luôn form tóc rồi. Trước đấy thì mình không có pre-styling một cái sản phẩm gì cả mà mình apply luôn sát lên tóc. Và ở cái bản hũ nhựa màu trắng ấy, khi mà các bạn apply lên tóc ấy thì nó sẽ để lại cho các bạn một cái độ khô rít cực kỳ là cao, nó sẽ gãy rụng tóc luôn. Còn ở cái bản mới này thì mình vuốt lên cảm thấy nó khá là mượt. Thật sự đây là một cái điều cải tiến vô cùng là chất lượng của con Volcanic Clay này đem lại. Và về texture cũng như là volume ấy thì như các bạn có thể thấy ở đây luôn là mình vừa vuốt xong và cái volume nó lên khá là cao, cũng như là cái texture nó cho ra những cái lọn tóc nó khá là to và tự nhiên. Đây là một cái điều mà cũng ít con clay có thể đem lại được. Một là nó sẽ rất là khô, hai là nó sẽ kiểu khô và rít. Cái con Volcanic Clay này nó cân bằng giữa khô và ẩm nhưng mà nó sẽ thiên hướng khô hơn, cho nên là các bạn sẽ khá là hợp vào mùa hè. Đặc biệt ý là con này hold cực kỳ trâu, cái độ giữ nếp của nó cực kỳ là cao. Mình có vuốt tóc như này xong nhá, mình để đi ngủ đến ngày mai tóc mình vẫn y hệt như này luôn. Nó có thể gọi là một cái độ giữ nếp đóng băng nhưng mà mình vẫn có thể restyle lại được. Và mình đội mũ bảo hiểm các thứ thì vẫn ok, không vấn đề gì cả. Các bạn có thể để ý ở đây là mình lùa tay đến đâu là tóc mình nó ra texture đến đó. Và nó sẽ giúp cho các bạn ôm size rất là tốt. Các bạn có thể thấy đấy. Các bạn có thể thấy là mình là một người cái phần size này nó rất là chỉa. Nhưng mà khi mà vuốt con Volcanic này vào rồi ấy thì chỉa cũng thành không chỉa. Cái độ hâu ấy thì chắc thể nào mình cũng không thể show cho các bạn được, nhưng mà các bạn cứ nên thử con này và cảm nhận. Và nếu như mà tính qua qua thì đây là lọ thứ tư mà mình dùng của Volcanic Clay rồi. Và một cái điều mà mình vừa nhớ ra là con Volcanic Clay này nó khá là same với cả con Claymation của Henry Fuko. Cái con Claymation đấy thì vuốt thì nó cũng dạng dạng cảm giác như này, nhưng mà khi mà các bạn apply lên tóc ấy khoảng 2 tiếng đầu các bạn sẽ không thấy tóc của các bạn đẹp, mà nó sẽ hơi gọi là thiên hướng bị ẩm ẩm bết bết ấy. Sau đó thì khoảng tầm 2 tiếng sau thì nó mới bắt đầu khô dần và nó mới lên form dần cho các bạn. Thì khi mà các bạn có một cái việc gì đấy mà cần phải tóc đẹp ngay lập tức thì Henry Fuko không phải là sự lựa chọn, mà mình sẽ sử dụng con Volcanic Clay này để đi trong tất cả bất kỳ trường hợp nào vào mùa hè năm nay. Và tổng kết lại thì mình cũng đã vừa mới review qua cho các bạn xong về con Volcanic Clay. Và nếu như các bạn có quan tâm đến sản phẩm này thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên phía dưới. Các bạn có thể bấm vào đó để biết thêm về Volcanic Clay cũng như là Tony Wok, bởi vì ở đây bán rất là nhiều sáp, không chỉ mỗi Volcanic Clay đâu nhá. Và nếu thấy hay thì mọi người nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe bên phía dưới. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Peace.